Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hay tôi đang đứng ở đây là địa phận của xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở chỗ vị trí tôi đang đứng đây là gần với lại đường lối hai xã Long Tân và Láng Dài quý vị nhé, cách đường kia một đoạn. Chỗ này là cái hệ thống mương thủy lợi, nước nó chảy quanh năm suốt tháng luôn. Đây, đây. Nghe tiếng nước chảy rất là hay. Đó, tuyệt vời luôn. Nước chảy quanh năm quý vị nhé. Thì đây, ngay ở đây có một cái căn nhà vườn đang chào bán quý vị nhé. Mặt tiền đường này có khoảng mấy chục mét nhỉ, 60 mét. Hết từ cái bụi cây trên kia. Đó. Đang trồng dừa, trồng trái cây, ổi, xoài các thứ này. Rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay chủ nhà không có nhà nên là tôi chỉ đứng ở bên ngoài tôi quay video thôi. Hẹn quý vị vào một cái video khác tôi có thể vào bên trong được thì có thể quay cho quý vị kỹ hơn. Nhưng mà đây, mặt đường này nó chắc khoảng cỡ 60 mét quý vị nhá. 60 mét để đi vào. Đây, trong vườn dừa này. Rồi có nhà, có hồ, có ao á, có ao các thứ. Cái mảnh này thì có diện tích là 1,2 hecta quý vị nhé, 1,2 hecta. Chưa có đất thổ cư, đất trồng cây lâu năm thôi quý vị ạ. Đấy, và giá thì đang chào bán bây giờ nó là hơn 9 tỷ, 9 tỷ rưỡi. Tôi thấy một mức giá như vậy ở cái thời điểm này ở Long Tân như vậy là giá cũng rất là ok quý vị nhé. Vì đường xá rất là tốt, đường ô tô, hai ô tô tránh nhau. Đây, đất của mình đến cái cổng này. Đấy, thì đến chỗ này thì lại nó có một cái của cái thửa khác. Đấy, nhưng mà đất của mình đây, chạy thẳng ra đây. Thì đây sơ bộ quý vị, đây có cái gian nhà bên trong này. Đấy, bên kia thì là vườn trái cây này, các thứ này. Đó. Nhiều, nói chung là trái cây các thứ thì rất là nhiều. Nói chung là 9 tỷ rưỡi thì tôi thấy một mức giá này là vô cùng hợp lý quý vị nhá. Đấy. Và đặc biệt là ở đây là nước non là có quanh năm, không bao giờ sợ thiếu nước. Chung quanh người ta còn cây lúa mực mà. Nghe đại ý cho quý vị biết đấy. Trồng mít này, trồng xoài, trồng ổi này. Đấy, cây xoài cái rất là tốt. Đó. Thì sơ bộ quý vị như vậy nhé, có ao này, có nhà này, vào ở luôn. Và đặc biệt là rất gần với đường nối hai xã với nhau. Đấy, quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đưa lên.